Hello, Thư xin mến chào các bạn. Hôm nay Thư sẽ làm một cái video giới thiệu đến các bạn ha cái cách người Mỹ họ xây nhà ở bên Mỹ, và cái ngôi nhà ở bên Mỹ nó có giống như lời người ta đồn là nhà ở Mỹ nó giống như là một cái nhà giấy, nhà đồ chơi con nít không nha các bạn nha. Các bạn đi theo chân Thư ha. Thì hôm nay cái cô realtor này cô sẽ dắt tụi mình đi vô trong cái ngôi nhà này đang xây dựng để coi cái cách người Mỹ họ xây nhà như thế nào, và mình tham quan luôn cái kiểu của cái ngôi nhà này. Thì cái ngôi nhà này 2.300 square feet, 4 phòng ngủ, 1 phòng office, 3 gara, 2 phòng rưỡi bathroom luôn các bạn. Nhà này rất là nhiều phòng luôn. Thì để mình coi thử coi nhà có 2.300 square feet mà nhiều phòng như vậy thì những cái phòng nó có nhỏ, và cái kiểu floor plan á là cái kiểu ở bên trong nhà nó có nhìn nó có gọn hay không á ha các bạn ha. Thì ngôi nhà này là cỡ 330.000 đô các bạn nha. Thì ở bên ngoài ngôi nhà các bạn nhìn thấy là hoàn toàn bằng gỗ ha, chỉ có một ít gạch ở bên dưới thôi. Thì cho nên là cái nhà này cái giá nó cũng phải chăng hơn á, nhà bằng gỗ thì nó rẻ hơn là bằng gạch với bằng đá. Nhìn thẳng vô sâu bên trong á là cái phòng khách với phòng nhà bếp á các bạn. Còn ở bên phía tay trái Thư á, là một cái phòng office room nè, chỗ cô realtor cô chỉ đây nè. Những cái tường nhà thì các bạn nhìn thấy họ cũng chưa có sơn gì hết đó ha các bạn ha. Bên phía tay phải Thư là một cái đường luồn đi qua 3 căn phòng riêng ở bên đó. Những người công nhân họ đang tranh thủ hoàn thành ngôi nhà đó các bạn. Đây là cái phòng office room nè. Các bạn nhìn thấy cái diện tích nó cũng rất là ok đó các bạn ha. Người ta xây sẵn một cái bàn, cái kệ tủ để mình làm việc ở đó rồi đó các bạn. Rồi có hai cái cánh cửa để mình đóng lại khi mình làm việc cho khỏi ồn đó. Đây nè, cái đường luồn này sẽ dắt mình đi ra cái cửa gara và vô phòng giặt cũng như 3 cái phòng ngủ ở bên đó. Nó riêng biệt hẳn như vậy đó các bạn. Thì cái kiểu nhà này là lạ nhất từ hồi trước tới giờ Thư giới thiệu với các bạn những cái ngôi nhà ở bên Mỹ ha. Đây là phòng khách, và cái ngôi nhà này đặc biệt một cái là có tới 2 cái pantry luôn, có nghĩa là 2 cái tủ đựng đồ khô luôn này các bạn. Đây là một cái tủ đựng đồ đồ khô thêm này, và cái tủ đựng đồ khô chính của cái ngôi nhà này là nằm ngay chỗ nhà bếp đó, ngay chỗ cái anh Mỹ anh đứng đó đó, chỗ đó là cái pantry chính của ngôi nhà. Thì nó nằm ngay chỗ cái nhà bếp luôn các bạn ha. Chỗ này á là một cái nửa bathroom nè, để cho khách khi mà mình có tiệc á các bạn, mình ăn ở ngay cái phòng khách nhà bếp ngay đây, rồi mình đi bathroom chỗ đó cho khách đi, họ đi cho nó tiện luôn. Đó, cái này là cái nhà bếp ở bên phía tay trái Thư nè. Các bạn nhìn thấy không, có mấy anh thợ đang làm ở trong cái nhà pantry đó. Thì Thư cũng thấy rất là hơi ngạc nhiên là những người thợ làm xây nhà là hoàn toàn người Mỹ trắng ha các bạn ha. Đó, cái chỗ cô realtor cô mới chỉ là cái formal dining room nha các bạn. Có một cái cửa sổ khá lớn. Các bạn nhìn thấy căn nhà này có 2.300 square feet mà cái phòng khách với nhà bếp cũng rộng quá các bạn ha. Đó, cái chỗ cô chỉ đó là có một cái kệ tủ để mình có thể trưng bày trang trí trong phòng khách cho đẹp đó các bạn. Thì cái điểm nhấn của cái phòng khách này á là cái fireplace, là cái lò sưởi ở đây ha các bạn ha. Thì người ta làm cái gạch màu đỏ để cho nó nổi bật lên cái ngôi nhà nè. Nhưng mà thì Thư thấy cái gạch này nó làm cho cái nhà nó hơi bị cũ, nó hơi bị quê quê sao á. Còn cái miếng gỗ này họ sẽ bắt lên bên trên làm cái kệ để mình có thể trang trí á. Để đây là cái đường luồn đi vô cái phòng master bedroom nè các bạn. Các bạn thấy rộng ghê không? Trước cửa phòng á, nó có một cái khoảng khoảng không rộng, rồi có một cái tủ rất là rộng ở trước cái cửa phòng vô master bedroom ha. Đó, các bạn nhìn thấy cái tủ này nó cũng rất là rộng luôn đó các bạn. Ừ, sao cái ngôi nhà này họ làm cái gì cũng to to hết, trong khi diện tích thì chỉ có 2.300 square feet thôi. Đó, chỗ này nó cũng có một cái, đó, có một khoảng không rất là rộng trước khi đi vô cái cửa phòng chính thức của chủ nhân ngôi nhà ha. Đó, các bạn đi vô thấy cái phòng chính của ngôi nhà nó cũng lộng lẫy quá các bạn ha. Nhìn giống như lâu đài á. Chắc là do người ta sử dụng những cái kỹ xảo, người ta ốp cái tường nó lồi lõm đó, làm cho mình cảm giác giống như cái tường nó rất là dày luôn đó các bạn.
cái cửa sổ vòm nữa, nó làm cho mình cảm giác giống như là ngôi nhà này giống như là một cái lâu đài á. Các bạn có cái cảm giác giống Thư hay không ha? Thì khác hơn mọi video trước là vì hôm cái video này tôi sẽ quay cái phòng master bedroom trước đó cho nó khác khác tí nè. Đây là cái phòng quần áo các bạn ha, phòng quần áo thì hơi nhỏ, đối với Thư thì thấy hơi nhỏ đó, mà họ làm riêng ra riêng biệt hẳn. Cái phòng tắm nha các bạn, đó các bạn nhìn thấy phòng tắm bự không? Bên này là một cái tủ để mình có thể để cái sink rửa mặt ở bên này nè, bên phía tay phải Thư đó. Đi thẳng vô là một cái bồn để ngâm người ha, cái bathtub có hai cái cửa sổ khá là rộng, khá là lớn luôn. Rồi tới một cái phòng tắm đứng là cái phòng tắm vòi sen á. Tôi thích cái gạch của cái nhà tắm này nè các bạn. Cái gạch này mai mốt chùi sạch đi rồi nó sẽ rất là sang luôn. Rồi trong cái tủ, trong cái phòng này á, là cái toilet nha các bạn. Rồi thêm bên phía tay trái từ đây á, là có một cái sink để rửa mặt nữa nha. Thì cái phòng tắm chính thức của ngôi nhà lúc nào cũng có hai cái sink rửa mặt hết. Rồi thêm một cái kệ để đựng thêm dụng cụ ở trong cái nhà tắm nữa các bạn ha, có thể để khăn. Đó, các bạn nhìn thấy nhà tắm nhìn nó cũng đồ sộ quá các bạn ha. Hay là có thể do người ta chưa có sơn tường á, mình cảm giác như cái nhà này mình đi vô giống như là đi vô một cái động hay là cái gì á các bạn. Nhìn nó thấy nó giống như là những cái bức tường, nó giống như là những cái vách đá á. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra lại ngoài phòng khách. Rồi Thư sẽ dắt các bạn đi coi ba cái phòng ngủ kia ha. Thì các bạn thấy đó, cái phòng khách đi vô cái phòng ngủ của chủ nhân ngôi nhà, rồi còn ba cái phòng ngủ kia đó nó nằm riêng biệt hẳn ở bên ngoài luôn các bạn. Thì cái này á có rất là nhiều người Mỹ họ thích, tôi nghĩ là nhiều người Việt Nam mình cũng thích đó, là có cái sự riêng tư á các bạn. Đó thì đây là cái đường luồn dắt vô ba cái căn phòng của con hoặc là bố mẹ gì đó ở bên này ha. Đi thẳng vô đây là ba phòng ngủ với một phòng tắm và phòng giặt đi ra gara ở đây luôn. Đây, tôi quay cho các bạn coi. Thì đây là hai cái căn phòng và một cái phòng phòng tắm ở bên phía tay trái Thư nè các bạn. Đó, các bạn thấy phòng tắm cũng bự ghê ha. Không có nhỏ đâu các bạn. Rồi hai cái phòng ngủ bây giờ mình đi vô coi coi phòng ngủ ba cái phòng ngủ nhỏ bên này nó có bự không. Ồ, cũng đâu có nhỏ đâu các bạn. Cái này size này cũng bự ghê đó chứ. Họ có làm sẵn một cái kệ ở trên tường để cho mình đựng trang trí phòng nữa nè. Rồi đây là một cái tủ quần áo âm ở trong phòng này các bạn. Rồi mình sẽ đi kiểm tra cái phòng số 3 coi. Ô, cái phòng số 3 cũng bự lắm á các bạn. Các bạn thấy diện tích như vậy là bự đó chứ đâu có nhỏ xíu ha. Đó, bên này cũng có một cái tủ quần áo âm ở trong phòng nè. Thì tôi quay sơ qua vậy thôi. Tại vì những cái phòng ngủ nhỏ nhỏ này thì đa số nhà nào nó cũng giống giống nhau. Tôi chỉ muốn quay cái kiểu design của cái căn nhà đó. Đó, bên phía tay trái Thư là phòng giặt đó các bạn. Rồi đây là cái căn phòng số 4 của ngôi nhà nè. Đó, các bạn thấy không? Rất là good size luôn. Nhà này mà dành cho những gia đình nào mà đông con đó ha. Có 4 đứa con, 3 đứa con đó thì ở ngôi nhà này thì rất là vừa. Nó có một cái cửa sổ nhìn thẳng ra cái mặt tiền của ngôi nhà luôn đó các bạn. Đó, các bạn thấy căn phòng này cũng khá là ok ha, khá rộng đó. Giờ thì quay cái phòng của giặt quần áo các bạn coi nha. Đây nè các bạn, phòng giặt quần áo cũng riêng biệt luôn, có cửa luôn đó các bạn. Là gọi là cái phòng luôn á, chứ không phải là chỉ có để ở bên ngoài nối với gara đâu các bạn. Thì thấy ngôi nhà này họ xây dựng nhìn những cái tường nó rất là chắc chắn luôn á, kiểu rất là ok đó các bạn. Đó, trong phòng giặt đó họ cũng lót những cái đá hoa hoa ở dưới nền cho nó nổi bật đó. Rồi cái chỗ này á, là cái đặc trưng của cái kiểu nhà mà Thư đã từng giới thiệu cái ngôi nhà mẫu mà họ trang trí rất là đẹp đó, cho các bạn coi trước đây rồi đó. Thì họ có một cái chỗ này để cho mình để những cái dù, áo khoác, áo mưa, những cái giày dép mà mình đi làm vườn hoặc là mình đi ra ngoài vô đó. Đó, mình để vô trong này ha, cho nó gọn. Rồi mỗi khi mà mình muốn đi ra ngoài mà trời lạnh đó thì mình khoác cái áo vô, mình lấy ngay đây là mình đi ra thôi. Treo giỏ, treo đồ cũng được, mũ nón đó các bạn. Đây là cái gara của ngôi nhà nè, nhà này là ba gara nha các bạn.
Đó, cái mấy mấy anh đang làm gấp rút làm cho xong công việc nè, đang làm thợ mộc đó các bạn, thợ mộc ở bên Mỹ làm đó các bạn. Nhà bên Mỹ toàn là cây thôi, ván ép không á nha các bạn. Đó các bạn nhìn mấy cái cửa này không? Toàn là ván ép không á các bạn ha. Chứ không có đổ những cái trụ xi măng giống như nhà bên Việt Nam. Bây giờ Thư sẽ đi vô lại bên trong căn nhà và đi ra cái cửa chính, quay một vòng lại cho các bạn dễ hình dung nha. Đó, cái này là phòng office nè. Này, cái này là cái cửa đi ra cái cửa chính nãy Thư đi vô nè các bạn. Đó, cái bên ngoài nó có một cái patio ngay đây, mình có thể để bộ bàn ghế ha, ngồi ngắm trời ngắm trăng buổi chiều. Đó, giờ Thư nhìn vô bên trong lại, Thư quay cho các bạn dễ hình dung đó. Đó, ba căn phòng là nó nằm bên phía tay phải Thư nha các bạn. Có cái đường luồn đó. Rồi phòng office room nằm bên tay trái, đi thẳng vô là nhà bếp với phòng khách đó các bạn. Rồi chắc các bạn hình dung ra được cái ngôi nhà rồi ha. Thư đang quay lén mấy cái anh công nhân đang làm thợ mộc cho ngôi nhà nè các bạn. Họ làm từ từ tà tà lắm nha các bạn. Ở bên Mỹ là như vậy á. Họ làm tỉ mỉ từng khâu một ha. Làm xong rồi phải có người tới kiểm tra coi có được chưa. Đó, rồi khi mà xây dựng ngôi nhà mình phải xin giấy phép. Rồi CD họ sẽ tới kiểm tra lúc mà mình hoàn tất cái ngôi nhà nữa nha các bạn. Nãy giờ Thư chia sẻ với các bạn công việc của những người contractor ở bên Mỹ, họ build nhà, cách làm nhà ra một cái ngôi nhà sắp sửa hoàn thành. Thì hy vọng là các bạn hiểu được phần nào cái công việc của những người Mỹ ở bên này, họ làm xây dựng nhà cửa nó như thế nào ha. Thì xin chào các bạn nha.